Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh gói với bột nếp, nhân dừa, cho ra bánh mềm, dẻo, thơm ngon, nhân thì bùi béo. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản, lại tiết kiệm lá. Đây là tất cả nguyên liệu của heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với heo nha. Heo có chuẩn bị một viên đường, đây là đường thốt nốt. Viên này thì heo cân được 150g. Bây giờ thì heo sẽ cắt nhỏ ra. Mình cắt nhỏ như vậy lát nữa nấu sẽ nhanh hơn. Đường thì heo cắt xong và cho vào nồi rồi. Bây giờ heo sẽ cho vào đây một tí xíu nước, 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi heo sẽ mở lửa nhỏ và mình nấu cho đến khi đường nó tan ra hết và nó có cái độ sánh sệt chuyển sang nước màu vàng nâu như vậy nè. Nước đường sánh lại như vậy là được rồi. Giờ heo sẽ cho vào đây 250g dừa rám nạo sợi. Mình chọn dừa rám làm nhân thì ăn sẽ mềm ngon hơn. Rồi heo sẽ xào dừa ở lửa trung bình cho đến khi dừa của mình khô ráo lại và có một cái màu vàng nâu như vậy nè. Lúc này thì heo sẽ hạ lửa xuống thật là nhỏ. Xong rồi heo sẽ cho vào đây một muỗng cà phê bột nếp. Bột nếp sẽ giúp cho nhân dừa của mình lát nữa nó sẽ dẻo ngon hơn. Tiếp tục mở lửa nhỏ, heo sẽ xào cho đến khi bột thấm hết vào dừa. Là được rồi, bây giờ heo sẽ tắt bếp để nguội nha. Heo có chuẩn bị đây là 100g khoai lang, heo đã luộc chín. Bây giờ heo cho vào thau và mình sẽ tán nhuyễn ra. Khoai lang trắng này thì nó rất là bột luôn nè. Heo tán một tí xíu thì bây giờ khoai cũng đã nhuyễn mịn rồi. Lúc này heo sẽ cho vào đây 200g bột nếp, 50g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Trộn đều lên cho tất cả hòa lại với nhau. Lúc này heo sẽ cho vào đây 200ml nước cốt dừa đậm đặc. Heo muốn cho nước cốt dừa và đường ngoài vỏ để cái bánh của mình nó ngon đậm đà hơn. Tiếp tục thì heo sẽ cho vào bột 250ml nước ấm và mình cũng cho từ từ để mình trộn nha. Tại vì còn tùy thuộc vào thương hiệu bột mới hay cũ nên lượng nước nó hút khác nhau. Heo đã cho đúng 250ml nước ấm rồi, bây giờ thì tiếp tục heo sẽ trộn. Trộn mà mình thấy bột của mình nó có cái độ mềm như vậy nè là được rồi. Bây giờ thì heo không có dùng cái nĩa nữa, heo sẽ dùng tay để nhồi nha. Khi mà mình nhồi bột mình cảm giác bột rất là mềm và dẻo nhưng không nhão nha, như vậy là được rồi nè. Bột mềm như vậy để lát nữa mình dàn lên lá nó dễ hơn. Rồi bột đã được rồi, bây giờ heo để cho bột nghỉ. Heo sẽ đi chuẩn bị lá nha. Lá này thì heo đã luộc chín rồi nè. Và độ dài của lá tầm một gang tay. Chiều ngang thì hơn nửa gang tay. Rồi bây giờ thì cái lá này á, cái độ dài này nó hơi, cái rìa này nè, nó hơi nhọn nhọn dài dài. Heo sẽ cắt lại cho nó tròn, nhìn cho bắt mắt hơn và dễ gói hơn nha. Heo cắt hết phần lá còn lại luôn nha. Và nguyên liệu heo đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ thì heo đi gói bánh. Sẽ thoa lên mặt trái của lá một ít dầu ăn. Xong rồi mình sẽ lấy một phần bột tầm khoảng một muỗng canh như vậy nè, rồi dàn mỏng ra. Tiếp tục thì cho nhân dừa vào chính giữa. Mình thích ăn dừa nhiều thì mình cho nhiều, ít thì để ít nha. Nhưng miễn sao là cái phần nhân và cái phần vỏ nó tương đồng với nhau, đừng có dư là được rồi ha. Heo sẽ tóm hai bên rồi tóm hai đầu lại, như vậy là xong rồi đó, rất là dễ luôn. Rồi phần cuối cùng là mình ốp hai cái rìa lá lại. Phần dư này heo sẽ cắt bỏ, rồi ốp hai cái đầu lại nữa là xong, rất là dễ luôn. Rồi heo đã gói được một cái đầu tiên rồi nè. Quên nữa, hồi nãy cái phần bột heo có chuẩn bị cái gân khoai lang nè. Làm heo gói hai cái rồi heo mới nhớ, bây giờ heo để cái gân khoai lang vô heo trộn nha. Biết rồi, cái não của heo như là não con cá vàng vậy đó. Rồi heo trộn một xíu thì bây giờ gân khoai lang nó cũng đều với cái bột rồi. Giờ thì tiếp tục heo sẽ gói nha. Cũng như thao tác ban đầu vậy đó, heo thoa một tí dầu lên trên mặt trái của cái lá, cho lên bột bằng một muỗng canh, tán mỏng ra. Rồi để nhân dừa vào, ốp hai cái rìa bánh hai bên lại, rồi hai cái đầu luôn, cho nó kín cái nhân. Cuốn cái vành lá chuối một bên lại, thêm một bên nữa, xé cái phần lá dư, rồi ốp hai đầu lại. Như vậy là heo đã gói được một cái bánh rồi nè.
rất dễ luôn. Giờ thì heo sẽ tiếp tục gói cho hết phần bột của heo nha. Và đây là tất cả bánh heo đã gói xong hết rồi. Bây giờ thì heo sẽ đem đi hấp. Heo có chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi rồi nè. Bây giờ thì heo sẽ cho bánh vào lần lượt, rồi mình sẽ hấp nha. Bánh heo đã cho vào nồi xong hết rồi. Giờ để nắp lại thì heo sẽ hấp ở lửa trung bình trong 12 phút. Sau khi hấp được 12 phút, bây giờ heo tắt bếp và mở nắp ra. Wow, bánh rất là ngon luôn. Giờ thì heo lấy bánh ra và để nguội nha. Và đây là thành phẩm bánh gói từ bột nếp của heo nè. Heo có lấy một cái, bây giờ heo lột ra cho cả nhà xem nha. Cách gói này thì rất là gọn gàng luôn á. Nó không có hao lá, nó chỉ có một cái lá nhỏ à. Wow, cả nhà xem nè, những cái gân khoai lang á, nó nổi bật lên nhìn rất là bắt mắt luôn. Cái phần bột nếp á, thì nó mềm, dẻo và ngon. Giờ để heo xếp cái bìa lá lại cho nó gọn nha. Rồi, bây giờ thì heo sẽ lấy cái muỗng để mà vẽ bánh ra cho cả nhà xem. Bánh rất là dẻo, mềm luôn. Nhưng vừa bên trong á, thì nó vàng ươm luôn nè, nhìn rất là ngon luôn. Và để tăng cái sự bắt mắt và thơm ngon, heo sẽ rắc lên đây vài hạt mè rang nha. Rồi bây giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Bánh rất là mềm dẻo luôn á cả nhà. Ăn những cái gân khoai lang vô á, nó giòn sật 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 vậy đó. Rồi á, cái nhân dừa thì nó bùi bùi béo béo, có rắc lên trên nó một tí xíu mè rang, ăn rất là thơm. Độ ngọt á thì cũng vừa phải nữa. Tại vì ngoài vỏ bánh á, có khoai lang cho nên á, mình để mình ăn qua ngày hôm sau cũng không có bị cứng nữa. Nếu mà cả nhà mình ăn không hết á, cứ việc mình để bên ngoài rồi mình úp cái lòng bàn lại là để qua ngày hôm sau ăn được, không có bị hư gì trơn á. Làm thì rất là nhanh và đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa. Chỉ cần 200g bột nếp, 200g dừa sợi, thêm 150g đường và tí xíu muối cộng với lá chuối là mình đã làm ra được một món bánh gói cực kỳ ngon từ bột nếp nhân dừa rồi. Và nếu nhà mình có đám giỗ thì mình có thể làm bánh này để thay thế cho bánh ít. Nó vừa nhanh vừa gọn mà tiết kiệm lá nữa. Mình hấp chỉ có 12 phút là chín rồi. Cả nhà mình không thích ăn nhân dừa thì mình có thể thay thế bằng nhân đậu xanh nè, rồi hoặc là đậu đỏ, hoặc là khoai môn, ăn cũng ngon nữa. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một món bánh gói từ bột nếp cực kỳ mềm dẻo thơm ngon cho gia đình mình thưởng thức nha. Vừa tiết kiệm lại an toàn cho sức khỏe nữa. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh gói từ bột nếp nhân dừa nha.